chiều cúp về làm ạ. Làm con nào đi đâu? Em hình như là cứ ở phía trong khu này nhá. Vâng, thì em ở cái em anh Hưng. Hưng đúng không? Anh quen nhưng mà cũng đang cái căng nhiều người đúng rồi. Đấy là sức khỏe ngày đó là rồi cho gặp nhiều lần rồi nhưng mà đang này cũng đang chiều cúp ở đâu rồi? Anh nhanh lên thôi. Em lại nhầm mà mua đây là em sẽ đi mai sơn được đi Sơn La thì được từ Trung Quốc Hà Nội đang lên em 7/12 mẹ về thăm gần nhà các anh ở ba đi thích trèo màu rồi ba đi ở đây đâu anh chỗ này dày quá, chỗ này lại mỏng quá. Cái là ngoài này cho